Trong project của chúng ta đang có thì chúng ta sẽ tạo thêm hai cái model mới. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái class là fresher ở đây. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái private inner id là index, chúng ta sẽ sử dụng nó là primary key, và một cái private string name chấm phẩy, và các bạn thêm những hàm setter getter cho nó. Các bạn thêm hàm constructor vào. Hàm constructor này thì không cần có cái này, chúng ta bỏ cái này đi, chỉ cần có một tham số thôi. Các bạn bổ sung thêm một cái hàm khởi tạo không tham số nữa, và các bạn xếp lại. Chúng ta sẽ thêm cái annotation entity ở đây, và chúng ta sẽ thêm một cái id ở đây. Ngoài ra chúng ta sẽ và cái này chúng ta sẽ để strategy bằng với lại auto như này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một cái model khác là model liên quan đến address. Trong address này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái private inner id chấm phẩy private string street chẳng hạn, private string district như này chấm phẩy. Chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm khởi tạo, bỏ cái id này đi, một hàm khởi tạo không tham số, và xếp lại. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ bổ sung những annotation ở đây. Rồi nhanh thì chúng ta sẽ copy cái này lại. Thì hôm nay chúng ta đã có hai cái model là fresher và address ở đây. Việc tiếp theo là chúng ta vào file Hibernate. Chúng ta cần phải khai báo cái mapping cho những cái class mới. Ở đây chúng ta sẽ có là fresher và address. Save lại. Các bạn mở class management này lại và các bạn comment hai cái phương thức này. Bởi vì bây giờ chúng ta đang thực hành cái phần khác thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua hai phương thức đấy. Chúng ta sẽ có một cái private static void create fresher chẳng hạn. Thì ở trong này chúng ta tương tự như thế thì chúng ta sẽ copy cái này lại, copy cái đoạn code ở dưới này. Và bây giờ trên này chúng ta sẽ tạo ra một cái fresher bằng new fresher như này. Thì tham số chúng ta chuyển vào đấy là name chẳng hạn, ví dụ như là kia như này. Thì sau khi có cái này rồi thì các bạn có thể save cái fresher này vào và các bạn save lại. Lúc này chúng ta sẽ gọi cái hàm create fresher ở đây. Và bây giờ chúng ta chạy cái class này. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái table liên quan đến address, liên quan đến cost, liên quan đến fresher ở đây. Thì chúng ta sẽ vào cái fresher này, nó sẽ insert một cái record vào trong cái table fresher này. Bây giờ tình huống đặt ra là chúng ta cần có một cái address ở trong cái fresher này. Mỗi fresher chỉ có duy nhất một cái address mà thôi, và mỗi address thì nó tương ứng với một fresher duy nhất. Thì chúng ta sẽ có một cái là private address như này chấm phẩy, và lúc này các bạn sẽ tạo getter setter cho cái thằng address này, và các bạn sẽ tạo ra một cái constructor liên quan address như thế này, save lại. Trong cái management ở đây thì thay vì chỉ mỗi đắc key không thì bây giờ chúng ta cần có một cái address. Bằng new address như này. Chúng ta chọn cái có hai tham số thì đầu tiên street của nó chúng ta ví dụ như là Duy Tân chẳng hạn.
Cái này thì là cấu giấy chấm phẩy. Và lúc này ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái address ở đây nữa. Xếp lại. Thế bây giờ chúng ta chạy thử. Thì các bạn sẽ có một cái lỗi. Lỗi là nó mapping exception. Tức là nó không hiểu được là cái address ở đây là cái gì. Thì trong cái class của fetcher này chúng ta sẽ để một cái annotation ngay ở trên cái fetcher, ở trên cái address. Đấy là one to one. Chúng ta import vào thì nó sẽ nằm trong gói Java persistent. Hôm nay chúng ta chạy thử. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái lỗi nữa liên quan đến transient object. Tức là bởi vì là nó không có, nó báo rằng unsafe transient instance. Thì đây chính là cái của address. Thì để giải quyết vấn đề đấy thì chúng ta, tại thời điểm này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ phải section.save lại cái class là instance của address này. Và các bạn save lại. Và lúc này các bạn chạy. Thì các bạn để ý rằng là nó sẽ có một cái lệnh insert và address trước. Đây các bạn nhìn thấy. Tức là chúng ta sẽ có một cái lệnh là insert và address. Và sau đấy là có một cái lệnh insert và fresher sau đấy. Thì lúc này thì nó mới thành công. Thì lúc này các bạn thực hiện lệnh show table. Các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có table address và table fresher ở đây. Chúng ta select star from address như này. Thì các bạn thấy chúng ta có một cái record là một cầu giấy duy tân đây. Select star from fresher chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là có chúng ta có ID, có name và address ID là nó link đến cái ID của address. Đây thì chính là cái foreign key. Các bạn describe. Thì các bạn sẽ thấy cấu trúc của table fresher là như này. Chúng ta có address ID. Đây chính là foreign key. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có mối quan hệ 1-1 giữa fresher và address. Tuy nhiên chúng ta chỉ để one to one ở trên address mà thôi. Trong một số trường hợp các bạn có thể tạo ra thêm một cái property của fresher ở đây. Các bạn sẽ tạo ra một cái private fresher ở đây và các bạn cũng sử dụng cái annotation one to one. Khi các bạn tạo ra address và fresher như thế này thì các bạn cũng sẽ phải set. Ví dụ sau khi đã tạo ra fresher như này thì address cũng phải set fresher vào. Thì lúc đấy khi chúng ta save thì nó sẽ có mối quan hệ link đến nhau. Thì các bạn thực hành thêm ở phần này.